mình mời mọi người. Mắm nêm ngon quá mọi người, mắm nêm rất là ngon nha. Và lá lốt mềm, ngon. Mình đưa mọi người đi dạo ăn món ăn vặt nha mọi người. Mình thấy cái quán này bán cái gì mình không biết. À, bò lá lốt nè. Vô thử, coi thử nha. Bé để xe nào đây hả? Mình review món bò lá lốt. Giờ này mới có 6 giờ rưỡi mọi người. Thì mình đang đứng trước cái quán bò lá lốt. Mình thấy thì cái quán này không có cái bảng để địa chỉ mọi người à. Mình thấy là cái bảng để là bò lá lốt cho mọi người, không có địa chỉ. Giờ này thì đường nó cũng chưa có đông mọi người. Mới có 6 giờ rưỡi mọi người, nên đường cũng hơi vắng. Đây là không gian của quán bò lá lốt này mọi người. Mình lại gần để quay cái món bò lá lốt ở quán này bán như thế nào vậy mọi người. Đây là những chiếc xiên que bò lá lốt. Đấy, đây hỏi chị đã ăn mắm gì chưa? Đứng gần mình quay á, thôi nói nó bắt lên nó hơi mị mờ nha mọi người, xem thông cảm nha. Nhưng mà bắt cái mùi lên rất là thơm luôn. Bò lá lốt là chấm với mắm nêm là tuyệt vời luôn. Bò lá lốt có dưa leo, thịt hế với chuối chát. Bò lá lốt đang nướng nè mọi người. Món ăn vặt. Đây là cái xiên xiên que nướng bò lá lốt này mọi người. Đang nướng bốc mùi lên rất là thơm. Ủa quán mình có một món đây hả chị? À, chiên là bò lá lốt. Giờ mình đã tới bàn ngồi và đợi cho cái món bò lá lốt mang ra. Sau đó thì mình review tiếp cho mọi người xem ha. Rồi mình đã tới cái bàn mình ngồi. Bây giờ mình xem cái menu để gọi cái món bò lá lốt ăn nha mọi người. Thì đây là cái menu này mọi người. Mình thấy trong cái menu thì chỉ có đặc biệt là món bò lá lốt thôi mọi người. Không có thêm một món thứ hai đâu mọi người. Món bò lá lốt thì cái đây là một mẻ nè, 8 cuốn là 49k. Là mình ngồi mình ăn á mọi người. Còn mang về cũng 49k nha mọi người. Đây là phần mang về nè. Và có nước uống là trà chanh nè.
mình thấy là phần ở dưới là để là combo 1 và combo 2, là một đó là hai mẹt hai trà là giá 101 nha mọi người, 4 mẹt 4 trà là giá 201. Đây là món nước, muốn uống món nước gì thì mình kêu nha mọi người. Đây là cái phần đây này mọi người, mình kêu một phần bò lá lốt. Thì trong cái đĩa mình quay nói sơ qua cho mọi người biết ha, thì cái món bò lá lốt thì cái phần một phần bò lá lốt thì có 2, 4, 6, 8 cuốn nha mọi người, một phần có 8 cuốn và mình ăn kèm với bún nè và rau sống bánh chén với rau salad. Thì có thêm cái món là dưa nè, khế nè và chuối chét ăn kèm với nước mắm. Thì đây là cái nước mắm này mọi người, nước mắm nêm và nước mắm chua ngọt. Bò lá lốt này mình ăn mình chấm với mắm nêm thì ngon hơn là mắm chua ngọt nha mọi người. Rồi đây là một cái phần bò lá lốt, một phần như vậy là 49k nha mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng ăn cái món bò lá lốt này cùng mình nha. Rồi bây giờ mình mời mọi người ăn cái món bò lá lốt nha, mình kêu một phần. Bánh chén này không cần phải nhúng đâu mọi người, chỉ cần cho rau nè, mình cho một miếng rau và một miếng rau salad, mình cho một miếng dưa leo và một miếng chuối chét, một miếng khế, mình cho một cuốn bò lá lốt vào, mình cuốn lại nha mọi người. Mình chấm với mắm nêm, mình mời mọi người nha. Mắm nêm nhìn trông rất là thơm và ngon mọi người à. Mình mời mọi người. Mình mời mọi người. Mắm nêm ngon quá mọi người. Mắm nêm rất là ngon nha. Bò lá lốt mềm, ngon. Mình mời mọi người nha. Mình bên cuốn có bún mọi người à. Có bún mà mình bên cuốn chung với bò lá lốt. Kẹo đấy, kẹo gì nè? Kẹo đây là bao nhiêu một cây? 10.000 thôi. Ừ. Thích kẹo nào? Ờ thì lấy đi. Ủng hộ cho bà. Bà năm nay bao nhiêu rồi? 65 em cô rồi. Con quay bà nha. Bà thích lên sóng không? Dạ. Bà thích lên sóng không? Con quay bà nha. Con thấy bà đẹp đẹp lão. Bà bán kẹo. Một ngày bà bán được bao nhiêu cây kẹo luôn bà? Dài chục cây nha cô à. Dạ? Được dài chục cây, ba bốn chục cây nha. Bà bán cả ngày luôn hả? Hay là buổi tối thôi? Có bữa là cả ngày, có bữa là buổi tối thôi. Dạ. Mấy bà bán kẹo ủng hộ cho bà một cây. Dạ, con cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn cô. Đưa tiền bà chứ. Mình cuốn bánh chén, mình cho một miếng bánh chén này, một miếng rau này và một miếng rau salad. Cái này cuốn có bún cho mọi người. Mình cho một miếng bún nha mọi người. Mình cho một miếng dưa leo nè. Hồi nãy mình cuốn không có bún mọi người, bây giờ mình cuốn mình cho thêm bún nha. Mình cho khế dưa leo và một miếng bò lá lốt. Rồi mình cuốn lại nha mọi người. Mình mời mọi người. Buổi tối về cái khu K1 rất là nhiều món ăn vặt nhiều lắm mọi người.
Mình tưởng là quán này bán phải là vài món, nhưng mà đặc biệt là cái quán này bán chỉ có một món bò lá lốt thôi mọi người. Mình ngồi mình ăn á, mà có một cái bà bán kẹo, nó mang kẹo đó bán mình, nhưng mà ủng hộ cho bà một cây kẹo cho vui. Bà cũng lớn tuổi rồi mà bà bưng kẹo đi bán mọi người. Mình mời mọi người nha. Một phần tám cuốn, sau khi mình ăn thì còn lại những cái này nha mọi người. Mình ăn không có hết cái bún này và rau, đồ cuốn bánh chén vẫn còn nha mọi người. Mình ăn hết cái bò la lốt rồi. Thì một phần có 8 cái cuốn bò la lốt nha mọi người. Một người ăn như vậy là được nha mọi người. Nếu như mình đi nhiều người, mình ăn nhiều thì mình kêu nhiều mọi người à. Sau khi mình ăn xong cái món bò la lốt chấm mắm nêm, mình tiếp tục đi để xem có cái món gì nữa nha mọi người. Bên đây nó bán gì nè? Bán sinh tố. Về đêm chỉ cần dạo một con đường K1 thôi mọi người, có rất là nhiều món ăn vặt và món ăn no. Một phần thì nó có 8 cuốn bò lá lốt rất là nhỏ. Thì nếu như mình không no là mình ăn nhiêu đó không đủ đâu mọi người. Trà sữa không? Ngồi đây không? Nói chung là mình đi tìm những cái món ăn vặt. Đây là các không gian quán nhìn cũng đẹp quá ha. Giờ này còn sớm quá nên đường xá nó không có nhộn nhịp. Bịch bịch gì treo nè mọi người. Ông chiên bánh gạo. Ừ, chuẩn bị chiên
chờ nhiệt nó lên đủ. À, chờ dầu nóng. Rồi đó, đủ rồi đó. Nó đủ là nó tắt cái đèn đó. Đây là món ăn vặt của ban đêm nè mọi người. Bột chiên nè, khoai chiên nè. Khoai này là khoai ta, khoai lang chiên hôm mơ ông. Khoai lang đúng rồi. Khoai lang trên cao nguyên nó xuống. Rồi rồi chuẩn bị rút ra chứ đừng có đứng đó nữa. Chuẩn bị lui ra mà nó đi dân nó mang theo dầu nóng tới 200 độ là phòng tay phòng mặt nguy hiểm lắm chứ không phải là nó đẹp bao nhiêu. Dạ, lên màu đẹp dễ sợ. Của Mã Lai. Một phần bánh gạo.